Xin kính chào bà con và các bạn, rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin nổi bật trong canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và cả nước, hy vọng sẽ mang đến cho bà con những kinh nghiệm mới và những cách làm hay. Bà con cũng có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Lâm Đồng TV. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật trong chương trình hôm nay. Thưa bà con và quý vị, bơ đang là cây trồng được phát triển nhanh ở Lâm Đồng. Các địa phương có diện tích trồng bơ nhiều nhất và tỷ lệ gia tăng diện tích nhanh nhất là Bảo Lâm, Di Linh và Lâm Hà, chiếm khoảng 80% diện tích bơ toàn tỉnh. Hiện sản lượng bơ thu hoạch hàng năm ở Lâm Đồng ước khoảng 11.000 tấn, chất lượng giống bơ đang được cải thiện. Các loại bơ trồng mới chủ yếu là giống 034, 036, Hass, Boost hay Pinkerton. Trên thực tế thì những năm qua, cây bơ cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn so với cà phê và một số cây trồng khác. Riêng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, diện tích bơ đã tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm. Theo thống kê, đến thời điểm này toàn huyện Bảo Lâm có khoảng 2.000 hecta bơ các loại. Các diện tích trồng bơ ở huyện Bảo Lâm tập trung tại các xã Lộc Tân, Lộc Ngãi, Lộc An và Tân Lạc. Diện tích đã cho thu hoạch khoảng 200 hecta. Sản lượng bơ trên toàn huyện Bảo Lâm ước đạt 1.700 tấn. Các giống bơ chủ yếu được trồng là 034, 036, Hass, Boost, Pinkerton. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Bảo Lâm, việc chuyển sang trồng bơ chuyên canh cũng như là trồng sen trong vườn rẫy đang mang lại cho người dân nguồn thu nhập cao gần gấp đôi trên cùng diện tích sản xuất. Tuy nhiên, với tốc độ mở rộng diện tích trồng bơ nhanh, bình quân mỗi năm gần 200 hecta như thời gian qua, cũng đang đặt ra những nỗi lo về chất lượng cây giống cũng như vấn đề đầu ra và giá cả. Việc quy hoạch đối với diện tích trồng bơ đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm quan tâm triển khai thực hiện để giúp người trồng bơ hướng đến sản xuất bền vững, hạn chế được các rủi ro trong quá trình sản xuất. Kiều Anh này, trong những chương trình trước thì chúng ta đã có dịp giới thiệu đến quý vị khán giả và bà con những trái bí lạ được trồng ở Lâm Đồng. Ngày hôm nay thì sao Kiều Anh? Vâng, Xuân Long, cũng như quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây là giống bí khá lạ. Giống bí mới này có tên là bí đội nón, được chị Đinh Thúy Phương nhập giống trực tiếp từ Hà Lan về trồng thử nghiệm. Không chỉ cho hình dáng lạ phù hợp với trang trí mà giống bí này còn ăn rất ngon nữa. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Bí ngô đội nón là loại cây leo, tuổi thọ khoảng 1 năm, cây ra cả hoa đực và hoa cái. Trái bí ngô khi trưởng thành khá nặng. Loại cây này có thể trồng trong nhà, vừa làm cảnh, vừa để lấy trái làm thức ăn hay dùng trong trang trí. Cây phát triển nhanh với thân cây leo, cao lên đến 4 mét. Bí ngô đội nón có những bông hoa lớn, trái cây có màu sắc và hình dạng đặc biệt, màu đỏ và màu trắng có hình dạng độc đáo giống như cây nấm. Cây cho năng suất khá cao, mỗi nách lá là một quả với kích thước khoảng 15-20cm, nặng từ 1-3kg. Giống bí ngô này được chị Đinh Thúy Phương là chủ thương hiệu nhà rau ở phường 11 thành phố Đà Lạt trồng thử nghiệm thành công để hợp tác với các nông dân trồng số lượng lớn cung cấp cho thị trường. Được biết, giống bí này khá tiềm năng vì có màu sắc đẹp, hình dáng lạ và ăn cũng rất ngon. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu giống bí này mang đến hiệu quả như thế nào cho bà con nông dân trong phần cuối của chương trình hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi một vài thông tin vui khi giá cả các mặt hàng nông sản đang dần tăng trở lại. Sau một thời gian dài giảm giá mạnh thì giá cán tầm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng mạnh. Bà con nông dân trồng dâu nuôi tầm rất phấn khởi, yên tâm đầu tư sản xuất. Cuối năm 2020, giá cán tầm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bán với giá từ 110 đến 120.000 đồng một ký. Nhưng đến thời điểm này giá cán tầm đã chạm mức 180.000 đồng một ký. Qua thông tin từ một số doanh nghiệp ươm tơ xuất khẩu cán trên địa bàn tỉnh cho biết, sở dĩ giá cán tầm tăng mạnh trở lại là do thị trường xuất khẩu tơ tầm đã có những khởi sắc. Một số nước đã từng bước mở lại thị trường xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đang có những đơn hàng xuất khẩu lớn. Việc giá cán tầm tăng mạnh giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tầm, thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 15.000 hộ dân trồng dâu nuôi tầm, phát triển được trên 8.700 hecta dâu, chiếm 70% diện tích trồng dâu cả nước, với 57 hợp tác xã, tổ hợp tác và 5 làng nghề trồng dâu nuôi tầm. Vâng, cùng với giá tiêu trong thời gian qua cũng đang tăng dần, giá cán tầm ở Lâm Đồng thì ngày một khởi sắc giúp cho nông dân yên tâm sản xuất hơn, đúng không Kiều Anh? Vâng, đúng như vậy Xuân Long. Còn tại tỉnh Trà Vinh thì giá cua biển cũng đang tăng cao khiến cho người chăn nuôi có lãi lớn. Hiện các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch cua biển cuối vụ trong năm, giá tăng cao. Cụ thể, cua gạch đang được thương lái thu mua 350.000 đồng một ký, cua thịt loại 1 giá từ 300 đến 320.000 đồng một ký. Cua thịt loại 2 có giá từ 230 đến 250.000 đồng một ký, là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Với giá cua tăng cao như hiện nay, phần lớn người nuôi có lãi từ 100 triệu đồng một hecta một năm. Ngược lại với những thông tin được mùa được giá thì phòng chống dịch bệnh trên cây trồng cũng là vấn đề bà con cần quan tâm.
Vâng, sau Tết Nguyên Đán thì những cơn mưa trái mùa kéo dài, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao trong thời điểm cây điều ra hoa đậu trái đã khiến nhiều nông hộ trồng điều kém vui. Một số khuyến cáo đáng chú ý mà bà con trồng điều ở Bình Phước cũng như ở Lâm Đồng cần theo dõi trong thời gian tới. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, năm nay tình trạng sâu bệnh, khô cành, cháy lá như những vụ điều trước hầu như không có. Nông dân đã chủ động chăm sóc phòng ngừa trước mùa vụ vừa qua. Tuy nhiên hiện nay do thời tiết bất thường đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu trái của cây điều. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo bà con nông dân cần ra thăm vườn thường xuyên, không nên lạm dụng thuốc trừ sâu, đặc biệt là cần sử dụng đúng loại thuốc, liều lượng và lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại. Vâng, còn tại Sóc Trăng thì nước mặn đã xâm nhập sâu vào các cửa sông trên hệ thống sông Cửu Long, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tỉnh Sóc Trăng đã có những giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Khác hẳn so với các năm trước vào đợt cao điểm hạn mặn, bà con nông dân phải gồng mình chống chịu. Giờ đây, người dân ở Sóc Trăng có thể an tâm thu hoạch lúa. Đó là do năm nay nhờ theo khuyến cáo của ngành chức năng mà được mùa. Theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dự báo đỉnh xâm nhập mặn tại các cửa sông trong hệ thống sông Cửu Long năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, mức độ tương đương hạn mặn năm 2016. Ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã tập trung vận hành hệ thống cống, tích trữ nước ngọt, ngăn mặn, quản lý chặt chẽ nguồn nước trong giai đoạn hạn. Mặn diễn biến gay gắt, thường xuyên đo độ mặn để cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân. Theo dự báo, tình hình diễn biến mặn xâm nhập trong mùa khô tới sẽ phức tạp. Mặc dù đã chủ động đối phó bằng các biện pháp công trình và lịch thời vụ, tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác. Bên cạnh đó, người dân vùng chịu ảnh hưởng mặn cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, củng cố lại bờ bao, tận dụng mùa khô nạo vét kênh mương, cơ cấu lại vụ mùa sản xuất, lồng ghép đào tạo nghề để người dân không canh tác để tránh rủi ro. Vâng, thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nhắc đến giống bí đội nón khá lạ mắt. Đây là giống bí mới được trồng tại thành phố Đà Lạt. Vậy hiệu quả thực tế và giá trị mà giống bí này mang lại ra sao? Mời bà con cùng thăm thực tế một nông dân đã trồng thành công giống bí này và nghe anh chia sẻ bí quyết cách làm trong khu vườn của mình. Anh Lương Công Hoàng ở đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, thành phố Đà Lạt là người tiên phong trồng bí đội nón theo đơn đặt hàng của farm nhà rau. Trên diện tích 2,7 sào, anh chia thành nhiều khu vực trồng các loại rau hữu cơ khác nhau, trong đó dành một phần trồng hơn 300 cây bí đội nón. Quá trình trồng đến nay hơn 3 tháng, những cây bí này đã ra hoa, đậu trái với năng suất rất cao. Giữa vùng rau hoa Đà Lạt, khu vực này có thể nói là khác biệt, vì ở đây anh Hoàng không sử dụng phân hóa học, thuốc hóa học, mà 100% là các loại phân thuốc hữu cơ sinh học. Để thụ phấn cho cây trồng, đặc biệt là để bí đạt hiệu quả cao, anh còn nuôi ong mật trong vườn, vừa giúp cây thụ phấn, vừa là thiên địch với một số loại sâu hại. Chăm sóc thì cũng như mấy dòng bí kia thôi. Mình bón phân chân định kỳ và phân thuốc. Đây là mình vườn của mình là không xài thuốc hóa học, mình chỉ xài thuốc sinh học, hữu cơ. Thì đa phần thì những cái nấm bệnh thì mình bơm thuốc định kỳ thôi. Nếu mà bệnh nó chớm nở thì mình mới chớm lên á, thì mình phun thuốc vậy thôi. Chứ còn kỹ thuật thì cũng giống trồng mấy bí kia. Mà hóa học á, thì là ảnh hưởng tới sức khỏe con người là mỗi lần phun thuốc này rồi gây hại tới trong nguồn đất, vi sinh ở trong đất. Còn hữu cơ là không có thể không có ảnh hưởng gì tới nguồn đất và sức khỏe con người. Rồi với lại là nếu mà xài hóa học thì có thể là xịt lên mình, khi mình xịt là ong, mình có nuôi ong thì sẽ gây hại tới bài ong là sẽ chết, không thể thụ phấn nào cho được đậu quả và năng suất của quả được. Vì hợp tác sản xuất với farm nhà rau nên đầu ra cho trái bí này đang rất ổn định. Do được trồng hoàn toàn hữu cơ, giá bán tại vườn của loại bí tại nông trại dao động khoảng 80.000 đồng một ký và được bao tiêu toàn bộ. Giống bí đội nón này có ưu điểm là màu sắc rất đẹp, phù hợp trang trí, đặc biệt trong các lễ hội và thời gian thu hoạch cũng kéo dài, nên anh Hoàng hầu như không phải lo về đầu ra vì lúc nào cũng có thể bán được. Năng suất thì nó rất là cao. Cứ thấy là một nách là một trái, một nách một trái. Nói chung nếu mà trồng đại chè để ra kinh tế thì các hộ nông dân nên trồng. Bí này rất là ngon và thơm và dẻo. Của trong bí này nó lẹ, là bình thường là ăn ngon hơn là bí bình thường. Đó. Trưng bày cũng được và các lễ hội mình nấu canh hay là cái gì đó vẫn là ngon hơn. Ra là những cái sản phẩm ở bên farm của mình đó là những cái sản phẩm mới này, lạ và giống gọi là giống thuần chủng nhập từ nước ngoài về, thì cái
bản thân là cái sức đề kháng của cái giống thì nó đã rất là tốt rồi. Thêm nữa là những cái sản phẩm mà mình đưa đến thì là những sản phẩm mới lạ, ngon. Do đó là nếu như nông dân canh tác những cái sản phẩm của mình thì nó sẽ đảm bảo được những cái gọi là cái gu, cái xu hướng của xã hội, ví dụ như là sạch, ngon và gọi là đẹp mắt, thì cái cuộc sống của nông dân sẽ tốt hơn. Và bản thân khi canh tác theo hướng của mình thì cái sức khỏe của họ cũng được tốt hơn là kiểu canh tác thông thường như bây giờ. Bí đậu nón là nông sản rất mới trên thị trường, có thời gian bảo quản lâu sau thu hoạch. Loại bí này dùng trong chế biến các món ăn, trong trang trí, nên rất được ưa chuộng ở nước ngoài. Và dự báo trong thời gian sắp tới, bí đậu nón sẽ mang lại lợi ích cho bà con nông dân khi thị trường biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, để trồng thành công các giống mới lạ thì bà con cần tìm hiểu kỹ nguồn giống, quy trình kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm để đảm bảo nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Và thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, muốn đóng góp ý kiến và tìm hiểu thêm về các loại cây trồng vật nuôi, các mô hình phát triển kinh tế, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633-829-930. Kiều Anh, Xuân Long cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chương trình ngày mai.